Những điều nên tránh khi xem tuổi làm nhà. Một năm làm nhà tốt giúp ngôi nhà vượng khí, gia chủ gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Ngược lại, nếu phạm phải các hạn lớn, có thể sẽ gặp nhiều điều xui xẻo, tang tóc, bệnh tật, phá sản. Như vậy, gia chủ cần tránh xây nhà vào các năm gặp hạn lớn như tam tai, kim lâu, hoang ốc và thái tuế. Luận giải cụ thể như sau. Tam tai nghĩa là 3 năm gặp tai họa. Điều này là không tránh khỏi trong cuộc đời con người. Bước vào 3 năm tam tai, gia chủ có thể sẽ gặp phải nhiều bất trắc, xúi quẩy, tranh chấp, trở ngại. Xây nhà trong hạn này quá trình khởi công bị đình trệ, không thuận lợi. Kim lâu, quan niệm dân gian cho rằng không nên xây nhà, cưới hỏi vào năm tuổi có hạn kim lâu bởi nó mang điểm xấu, gặp nhiều rủi ro, vợ chồng lục đục, xây nhà vận khí không thông. Hoang ốc là nhà hoang, không người ở. Đây là hạn xấu nhất, cần tránh khi gia chủ có dự định làm nhà. Xây nhà phạm hoang ốc, gia chủ gặp nhiều biến cố, kinh doanh thất bát, ốm đau triền miên, mâu thuẫn, tranh chấp, tang tóc. Thái tuế ảnh hưởng đến cát, tai, họa, phúc của gia chủ. Phạm thái tuế có nhiều hình thức khác nhau như hình, khắc, hại. Nhưng nhìn chung thường mang đến những điều không tốt, tai họa bất ngờ, tiểu nhân chơi xấu.